Đột kích đang mở bán gói combo super thì hôm nay em sẽ mua và test thử để xem 330 Vicon thì chúng ta sẽ có những cái gì. À, đặc biệt là có súng con cọp nha, hôm nay em sẽ test luôn. Rồi, không chần chờ nữa, let's go. Có phải bạn đang cần một địa chỉ mua bán acc đột kích uy tín, chất lượng? Đến ngay shop nhật trường.com, liên hệ hotline để biết thêm chi tiết. Rồi, chào tất cả anh em đã lại đến với kênh của Bentikill Profile nha. Thì hôm nay có một ông anh, ông nhờ mua giùm cái gói Super Combo và quay một cái video để ông làm kỷ niệm. Thì đây là cái gói này nha anh em. Nó đang giảm giá 330 Vicon. Nó gồm có cái M31, 4A1 con hổ nè. Một cái con nhân vật Mr. Gigon. Búp bê Mystic Hero. Búp bê Win Terminator và búp bê Triệu Vân. Thì anh em cứ mua thử nha, có kêu mắc nữa. Rồi cái bộ tít gì nữa em không rành nữa. Thì anh em cứ mua thử. Thì 330 Vicon anh em có gì? Chúng ta đến kho đồ coi thử ha. Rồi kiếm con hổ cái coi. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Đấy, M31 Tiger Ares Noble Gold. Nhân vật đây, nhân vật Mr. Gigon. Thì nhân vật thì nó lại có hai dòng anh em ơi. Thì cũng không có gì bất ngờ tại vì 330 Vicon mà chúng ta cũng không thể đòi hỏi một cái con nhân vật mà nó có nhiều dòng tẩy được. Và ổng thì ổng nhờ em tẩy luôn. Tẩy dòng mũ và giáp cho ổng. À, nó cũng có sẵn hai cái rất là ngon rồi. Nhưng mà nói chung vì cái tính kinh tế đi, mình tẩy giáp và giáp chống đạn và mũ chống đạn để mình đi chơi đặt bom cho đỡ tốn tiền một chút. Thì mỗi lần anh em nên tẩy 10 thẻ nha. Và nói chung là cái vụ tẩy này nó cũng hên xui lắm. Em nhớ tẩy cái con nhân vật mà mặc đồ bơi á, tẩy 300-400 ngàn không ra á. Thôi mua 30 lần đi cho chắc. Dù là để vậy cho nó chắc ăn em. Để coi nhân phẩm mình như thế nào. Rồi tẩy 10 thẻ đầu ha. Rồi có rồi. Có mũ chống đạn, có giáp chống đạn luôn. Lấy cái mũ chống đạn trước đi ha. Rồi cũng khá là may mắn ngay cái đầu tiên. Những cái con này thường thường khá là dễ tẩy anh em. Những con hai dòng á. Rồi có giáp chống đạn luôn. Ngon lành. Xong ha. 20 thẻ thôi. Anh em đừng có thể tẩy từng thẻ một. Nó khó ra lắm. Anh em cứ mua một lần 20-30 thẻ vậy đó. Rồi chọn làm con nhân vật chính. Rồi chúng ta có gì nữa không ta? Ở đâu ta trang bị? Lâu rồi em không có vô cái giao diện mới này. Em chỉ coi bên súng thôi. Đây 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 cái tab tip nè. Hit Effect 4. Rồi kill mark đâu rồi ta? Cái kill mark. Đây đây kill mark. Kill mark Summer. Kill mark 2. Để coi nó có đẹp hay không. Xài thử. Rồi búp bê. Thì chúng ta có búp bê gì ta? Búp bê ở đâu nhỉ? À búp bê ở đây luôn hay gì á? Phải không ta? À đây nè. Trời ơi. Búp bê Triệu Vân nè. Rồi búp bê Mythic Hero. Rồi gắn thử Triệu Vân lên coi. Triệu Vân này phải gắn lên cây M1 Triệu Vân. Không biết gắn được hay không. Phải cây VIP thì không biết gắn được không. Có loại gắn được, có loại gắn không. Rồi thôi anh em cứ mua và vào thử ha. Rồi chào tất cả anh em ha. Em sẽ test thử ở map Kim Tự Tháp. Đấy, hôm nay em sẽ phối hợp giữa mèo và cọp anh em. Đấy. Tiểu miêu hóa cẩu. À nhầm, tiểu miêu hóa cọp. Con này bắn chắc là khá ồn anh em. Nó cứ gù 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 gù. Trời ơi, làm gì được tôi. Ây da. Thì test thử ra một chút rồi cho cảm nhận về cái súng nhà này nha anh em. Mà em nghĩ với 330 Vicon thì nó cũng như là cái AK Trumpet của cái bộ combo đợt combo Z thôi. Trời ơi, cái headshot thì khá là đẹp nè. Trời đông thế. Đấy. Thay đạn thì rất là đẹp nhưng cũng khá là lâu lên em. Thay đạn rất là ngầu luôn á. Quay lại con cọp gầm gầm gừ gừ. Và xong là mất mạng tại vì nó lâu quá. Thật sự là thay đạn hơi lâu nha anh em. Cảm nhận đầu tiên về thay đạn. Thì tên đầy đủ của cây này là M4A1 Ares. À M4A1 Tiger Ares Novagon rồi. Cái cây AK Trumpet kìa anh em. Bắn cái này nhảy tưng 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 tưng. Đấy. Thì test thử thôi nên em sẽ bắn một cái trận ngắn gọn thôi. Trời ơi. Hai thằng sấy như điên. Rồi, thấy rồi. Mày 3 kill. Được ha. Phối hợp giữa mèo và cọp thấy khá là ok. Con mèo dễ thương. Ây da, cái thằng này nó canh rằng nó cho mình nhảy hay gì á anh em. Nó bắn mình không nè. Cay thế nhờ. Cái tên cái con nhân vật này cũng là cay thế nhở luôn anh em.
nó lại cho mình nhảy nữa rồi. Đây, mày lấn qua nhà anh. Chết. Làm gì? Rồi, chết luôn nè. Ba kill. Ngọt. Lụm gọn gàng liền. Đấy. Cái này nãy giờ thấy sấy tầm gần khá là ok anh em. 4 kill rồi. Ấy gì vậy? Sao né trái lựu đạn mà lại cũng chết nè. Trời ơi, tôi thấy trái lựu đạn nó bay lại tôi né vậy mà sao lại chết? Cho một trái nè. Thôi. Trội lỗi mà lại chết người anh em. Ây da, chính là 91 cây thế nhờ. Hình như có sáo nồng vô. Rồi, sáo nồng vô rồi. Sùm. Sáo nồng vô rồi, không có nghe được cái gì nữa hết. Rồi, ba thằng, trời ơi, kệ nó. Một mạng ra ba thằng vậy là khá là ngon rồi. Thì dù sao cũng cảm ơn ông bạn nha. Đã có nhã ý. Nói chung là cũng giúp mình test và có một cái video về những cái vũ khí hay là cái gói mới nhất của đột kích. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đấy. 330 Gocon thì tức là 330.000 thì ở em anh em sẽ ăn được 10 tô phở. Và với 10 tô phở chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có một cái M4A1A con cọp nè. Một cái Kill Maximer. Rồi ba con búp bê, một con nhân vật Mid the Gargon. Rồi một cái hiệu ứng khi mà bắn vô người anh em nó hiện lên, mà cái hiệu ứng đó cũng ít xài. Bắn 100 mạng mà cũng gây cấn quá. Ngày xưa cũng toàn tạo 100 mạng thôi. 100, 150. Bây giờ có điều kiện là toàn chơi 12 phút thôi. Trời ơi, khói mịt mù, trời ơi không thấy tôi luôn. Trời tưởng ăn được 4 kill. Ê rồi, lụm mày luôn. Trời không được, tự nhiên cái cớp này ít đạn anh em, không có kích đạn nhiều. Chơi kim tự tháp này mà bơm khói mỗi thằng một trái khói thôi thì thôi, cái map nó chỉ toàn là khói luôn. Lên. Trời ơi. Cay nhờ. Trời ơi, chóng luôn. À, ạc này hình như không có kính chống chóng anh em. Ôi đông thế. Ở 94 tiết nè, 80 tiết nè. Cái cây này nãy giờ thì em thấy là sấy tầm trung thì ổn, nhưng không phải tầm trung nữa, tầm gần nó sấy ổn anh em. Tầm trung thì phát được phát không. Tầm xa thì sấy cũng không ngon luôn. Nói chung là nó chỉ ổn thôi anh em. Nó chỉ ổn thôi. Chứ nó không phải là một cái khẩu súng mà anh em có thể so sánh với VIP hay là pha ke VIP được. Hồi cái kêu mắt này thì về rồi lại nhảy nữa rồi. Cái kêu mắt này vì thì em thấy nhận xét là cái hit shot nó đẹp nha. Còn những cái phần khác thấy cũng không được bắt mắt lắm. Nói chung đối với 330 Vicon mà thì như vậy thì cũng được rồi. Chứ mình cũng không thể đòi hỏi gì thêm. Đấy. Súng cọp gồng gừ. Cái này bắn khá là ồn luôn nha anh em. Tại vì mỗi lần bắn nó gầm á. Nó bắn con nghe còn khó chịu hơn là cái con mèo nữa. Mà nói chung cũng đáng để anh em trải nghiệm mà, đúng không? Trời ơi hai thằng ngọt. Thôi. Trời ơi cái pha đó mà không bị cái thằng bên góc bên đó phát hiện là rồi, ăn ba thằng này ngọt như là mía lùi luôn. Rồi 81 82 rồi. Đang bằng thắng. Ôi ôi. Ô có cái kêu mắt cá heo lên nữa nè. À cũng khá là đẹp. Sao nào bắn ồn quá anh em ơi. Rồi chón nữa rồi. Ơi trời ơi bồ mày làm gì vậy. Tôi tự nhiên quay về chắc ông bị chón anh em. Chắc ông bị chón giống em. Trời ơi làm gì. Chắc tôi AC rồi. Ôi, trời ơi. Còn 10 mạng thôi. Cố lên. Go, nó cũng sát bơ sát nút mình rồi anh em. Đấy, rồi 92. Đấy, chừa cho tôi một miếng rồi, đúng rồi. Lên luôn. Được đà xong tới luôn anh em. Rồi. Thôi, chào tạm biệt tất cả anh em nha. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho em một like, một subscribe nha. Cảm ơn ông bạn đã tài trợ cho cái video này. À, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em. Những kỷ niệm về một tựa game FPS huyền thoại.
chia sẻ một số trải nghiệm về những loại vũ khí trong game đột kích, khơi nguồn cảm hứng và gắn kết cộng đồng đam mê game bắn súng. Tất cả có mặt tại BenTQ Profile, phát trên sóng FM tần số 64MHz. Ấy chết, nhầm rồi. Ra video đều đặn hàng tuần. Let's go!